Câu 11. Trong không gian OXYZ, đường thẳng x trừ 1 phần 2 bằng y trừ 2 phần trừ 1 bằng z trừ 3 phần 2 đi qua điểm nào dưới đây? Thì thứ nhất các bạn phải biết cái phương trình. Phương trình đường thẳng đó là phương trình chính tắc của cái đường thẳng D sẽ cần, thứ nhất đó là đi qua một điểm. Đi qua điểm thì lỡ cho là điểm M, X0, Y0 và Z0. Và vector, vector chỉ phương ký hiệu bằng vector U, U1, U2, U3. Thì phương trình chính tắc của đường thẳng D được viết như sau: x trừ x0 chia U1 bằng y trừ y0 chia U2 bằng z trừ z0 chia U U3. Vậy muốn tìm điểm đi qua thì chính là x0 y0 z0. Vậy tương ứng cái phương trình đường thẳng D của mình trừ 1 phần 2 bằng y trừ 2 phần trừ 1 bằng z trừ 3 phần 2. Vậy tương ứng sẽ là 1, 2 và 3. Và chọn đáp án là C.